Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game Hungry Dragon và mình là Thanh Enzy đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì hôm nay thì chúng ta sẽ mở được cái con Spark Dragon. Đây là một con rồng lai con rắn thì phải. Và nó gần như nó không có cánh, nó chỉ còn dùng đuôi để thể bay lượn trên không trung. Thì để mở con rồng này chúng ta sẽ mất là 11.000 tiền. Và chúng ta có tận là 12.949 cơ. Và mình sẽ mở con này luôn nha. Mở con này ra nào. Đó. Chúng ta sẽ Spark Dragon này. Nó sẽ có 3 cấp độ khác nhau. Level 3. Nó sẽ mở khóa ra một con rồng, tăng cái lượng máu là 10%. Đẹp thế nhờ. Con rồng này nó có một cái nhẫn đeo trên người kìa. Trên đầu thì có một cái mũ giáp cực đẹp. Level 6 sẽ mở ra một con rồng độc à. À, nó sẽ tăng cái thời gian... tăng cái lượng boost, cái nghĩa là phi đến ấy, lao tới nhanh ấy là 10%. Rồi. Và con này mình sẽ chơi tạo con này trước nha. Ở đây thì mình sẽ trang bị hai con rồng vào. Con rồng này mình cũng vừa mới nở xong, fire duration, cái thời gian phun lửa tăng thêm 10%. Và con này thì con cũ rồi, poison dam cộng 10% này từ lần trước rồi cơ. Chúng ta sẽ bắt đầu nào, tiến lên này anh em. Mục tiêu của chúng ta là sẽ mở ra cái con rồng này, con rồng béo, con Don Drago. Đó. Đây là thông tin của con Spark đây. Đó anh em. Con này thì xem nào, nó có thông tin gì không? S này. Có thể trang bị được hai con pest và cái gì là Firus. Từ từ nha. Đây là cấp S đúng không? Spark. Con này là cấp S. Con trên kia chắc là cấp M. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến đấu thôi nhờ. Mình sẽ connect một cái mission nữa. Nên mình sẽ vào và chơi con rồng mới thôi. Con rồng mới vẫn là cấp S thôi. Vẫn chưa lên được cấp M. Vì thế nó không thể ăn được một số thứ. Ví dụ như con nhện chẳng hạn. Nó không ăn được con nhện to này. Chỉ ăn được nhện con thôi. Đây. Đó. Đây chính là Spark của chúng ta. Đấy, ăn nhanh, cắn nhanh vãi. Sướng vãi. Cái thời gian nó bút sủa. Chạy nhanh thế. Ăn đi, hay hay. Lướt tới, ăn tới nào. Thằng nông dân kìa, nông dân kìa. Anh em, lên lên trên, lên trên. Mình có đang để cái Việt Kỳ không? Hay sao mà thấy nó hơi ấy nhỉ? Ờ không, mình có bật từ gì không? Nào, ăn nào, ăn nào. Mình có một cái nhiệm vụ là chúng ta phải xuống dưới nước. Thì hơi hơi khó, thật sự hơi khó. Con rồng hề có vẻ nhỏ quá ta. Nhìn có vẻ hơi khó chơi. Cảm giác là hơi khó chơi một chút. Cái này thì không ăn được. Phải con cấp M. Cả một đàn chim. Ấy xa, nhân 2 luôn. Ăn luôn cả một đàn chim. Lượn này. Đẹp, con này cũng đẹp mà. Con này là con dạng con rắn. Ăn được con nhện cấp nhỏ rồi. Nhện nhỏ. Ăn hết nhện nào. Ăn hết nhện nào. Nhện tiếp theo này. Nhện này. Con nhện này thì không ăn được. Và chúng ta có thể dùng cái bản đồ nha. Cái bản đồ của chúng ta nó sẽ có những cái điểm X ở đây. Thì ở đây là chỉ ăn những cái nơi mà chúng ta có thể lấy được vàng. Rất nhiều vàng. Rồi, chúng ta sẽ đi đến những cái điểm X đấy nhá. Trước hết phải ăn mấy con chim đã. Để cho nó khỏe đấy đã. Lên, lên nào, lên nào. Mình sẽ cần phải lên cấp 3. Để có thể mở ra con rồng mới. Cấp mới chúng ta. Chim. Kêu, kêu. Cẩn thận ngư lôi. Ngư lôi. Không ăn được con này. Rồi ôi. Bị nó cắn cho kìa. Cũng may là lượng máu mình khá ổn. Nào nào ăn thôi. Ở đây nó có cục máu này, dành cho ta hồi máu. Đại bàng kìa. Đại bàng vàng kìa. Đại bàng vàng này. Xong bé. Gần đến chỗ X chưa? X ở phía dưới à. Phía dưới có chỗ X này. Chúng ta cần phải lượn qua cái này thật là nhẹ nhàng. Đúng rồi. Con gai kia thì cũng ấy. Ô kìa 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 kìa. Này này cắn ai em. Cắn ai em, cắn ai em. Rồi đó. Hay hay. Tôi lừa thôi mà. Có ăn đâu. Vấn đề mình có ăn con đấy đâu. Phía trên này có một con nhện này. Ba con nhện luôn. Ăn ít điểm để nó tăng cái máu của chúng ta. Đó. Có một chữ U này. Khi ghép đủ chữ thì chúng ta sẽ có thể làm ghép đủ chữ chúng ta sẽ có thể là hóa to lên một chút. Mình không thể vào đây được thì phải. Yêu cầu là dùng M. Nếu không được người ta xuống dưới vậy. Chỗ này ít thức ăn quá. Con rồng kìa. Con rồng này nó ăn mình kìa. Mình phải ăn lại chứ. Nào, xuống dưới nào, xuống dưới, xuống dưới.
Không chết đấy. Ồ, không ăn được. Nông dân này, đúng rồi. Khi nào nó báo động là mình phải ăn thêm, là lúc ấy chúng ta phải cẩn thận là không phải chết. Virus, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Hay rồi, hay rồi. Đầy máu rồi. Ui. Vang, vang, vang. Đúng rồi, yes. Hay lắm. Mình hết cái boost rồi. Boost tốc độ rồi. Nào, thêm nào. Trên này còn một đống này. Cái chỗ gần, chỗ nhà. Ồ, chạy, 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 chạy. Nào, bắn thấm thế nhờ. Chim, 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 chim. Những cái bọn này là nên để nơi để chúng ta ăn đây. À, chắc cần xem bản đồ nào. Có dấu X không? Dấu X vẫn là ở chỗ kia. Phía dưới này có không? Phía dưới này à? Phía dưới này thì chúng ta sẽ có. Wow, đi sâu lắm. Những kiểu đi vào cái hầm ấy. Ai chà, bên này có cả cái bẫy này. Bên này khỏe quá nhờ. Có vẻ không không ổn lắm. Chúng ta phải sang bên này này. Bên này sẽ có nhiều goblin hơn. Có một cái xoáy nước ở đây này. Nhìn chung là đi dưới hầm ngầm là không có cái gì ăn mấy. Cái dấu X này lúc nãy mình kiểm tra rồi. Và cần cấp M nên mới ăn được đây. Phía này chúng ta sẽ có mấy cái dấu X đây. Hy vọng là chúng ta có thể là săn được bên kia nha anh em. Tránh xa mấy con này ra. Bên này thì nó có mấy cái con bắn bắn này. Mấy thằng bắn cung đây. Sao bên này chắc đỡ hơn. Đó, đỡ hơn nhiều. Này, ui, nó xong trong hai phát đã gần chết rồi. Con ngựa này. Con ngựa này hay lắm. Rất nhiều thịt ngựa nha. Cắn này, cắn này. Nông dân này. Xong. Nát chỗ này rồi. Rồng, rồng ôi nó cắn mình kìa. Ui, rồng này, rồng ấy ạ. Thôi thôi, không được, không được. Không ăn được bọn đấy luôn. Bọn đấy rồng xịn. Rồng nó to hơn rồng mình. Hôm qua con đấy nó vừa ăn mình xong. Hôm nay, ngon. Game, chúng ta thêm game rồi. Tuyệt vời. Ôi, tôi sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ăn nhanh, không sẽ chết đây. Ăn thêm nào, không chết bây giờ. Không ăn nhanh là chết nha. Còn một tí máu rồi. Ôi, ôi. Gặp ngay mấy con nhện. Và đang ấn free này. Free thì mình cần phải xem quảng cáo thì chúng ta mới có thể là next qua được. Chúng ta đợi xem quảng cáo một chút nha. Mình cũng không muốn chết ở đây cả. Con rồng này mình không hề muốn chết tí nào cả. Và mình muốn đang muốn lên cấp để nó thêm được 10% máu thì nó sẽ trâu hơn một chút. Đấy. Rồi, sẽ đợi một chút nhá, để qua cái quảng cáo này đã. Tắt cái quảng cáo này đi. Đây rồi, chúng đã trở lại rồi. Trở lại và lợi hại hơn xưa. Ăn hết mấy đàn chim rồi, ăn một con rơi à? Không có ai đây nhỉ? Xuống phía dưới này thì nó khó ăn hơn này. Dưới này không có mấy này. Hình như có một chữ N này. Có mỗi thằng nông dân thôi. Nó yêu cầu mình là xuống nước đúng không? Có nhiệm vụ đúng không? Có nhiệm vụ nó yêu cầu mình xuống nước này. Đó, 7690 m. Mình được 77,73 m rồi. Đó. Nếu yêu cầu mình phải xuống nước. Rồi chắc phải cần trồi lên thôi. Không trồi lên là chết. Mấy cái bọn nhện này thì chưa đủ ăn. Đây 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 đây, ăn thêm được rồi. Tự nhiên là vướng dính thêm một ít. Ô rồi gần chết, gần chết. Thêm không được. Chết bây giờ, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Ôi. Khỏe quá nhờ. Rồi mình sẽ không cần phải xem quảng cáo nữa cho lâu. Chúng ta sẽ ra xem nào và mình cấp bao nhiêu rồi đây. Mình sẽ skip này đi. Đó, đây con rắn anh em ạ. Thêm game này. 7 cục game. Đó, con rắn đẹp phết. Và mình đã qua vượt qua mốc 1 rồi. Mình có thể mở con này bằng 3.000 vàng à. Chúng ta sẽ mất khoảng 2 cục game để lấy thêm 1.000 vàng nữa. Rồi, đấy, mình sẽ mở khóa con này luôn. Đó, đẹp rồi anh em. Hay lắm. Collector. Đây là con rồng mới của chúng ta. Nó sẽ trang bị được thêm thì nó sẽ có thêm cái kỹ năng là tăng thêm tổng cái lượng máu lên là 10%. Rất là tuyệt vời. Còn khá khá lâu đấy. Nhìn chung là chúng ta phải cày thật rất là nhiều tiền thì chúng ta mới có thể làm mua được con rồng mới.
con rồng mới thì cần phải rất nhiều tiền, chắc mình ít nhất phải là cần mấy chục nghìn tiền gì đó. Fire duration cộng 10, poison dam trừ 10%. Cắn nào, mission nào, ok. Ở đây vẫn đang đơn giản đấy. Sang kia, ui con rồng đẹp thế, giống như ở con Pokemon đấy. Tôi nhìn giống hết con Pokemon luôn. Chúng ta sang bên này nha. Lúc nãy chỗ kia nguy hiểm quá. Đây này. Ăn hết. Mấy con này ăn hết. Trừ những con to ra. Mấy con độc thì mình không ăn. Con này thì không có khả năng chống độc nên mình chỉ ăn mấy con này thôi. Ôi, ăn được luôn con kia kìa. Level up à, ngon. Ồ, cho đập vào mấy kia chúng ta sẽ mất máu nha. Không phải là không mất máu đâu. Tôi là không nên đi vào đấy. Chỗ đấy là nó sẽ có cái ngư lôi. Đó, chúng ta sẽ sang một cái chỗ của người lùn rồi. Wow, có là trứng này. Ấy da. Cẩn thận nó nổ nha. Mấy con người nó gây nổ đấy. Tí thì chạm vào cái ngư lôi kìa. Đúng rồi, ăn hai con đi là đẹp. Ôi. Mày nhờn này, cái con đấy nó khó chịu quá, nó có thể là rít máu mình một chút. Không được, không chơi được. Cái thằng đĩa bay ạ. Đĩa bay này, hay. Mình ăn được khá. Ăn được khá, cứ đúng đợi. Ui, nó bom à? Có thể dùng bom anh em ạ. Nó trâu bò lắm nhá. Đang kiếm sĩ này, thêm vàng. Nhưng mà nó đánh cho mình cũng mất rất rất nhiều máu luôn. Cực kỳ khó chịu với cái con đấy. Tăng máu nào. Kia, chúng ta sẽ có thêm này. Hay rồi. Lồng người nhốt để mình ăn đây mà. Chim trên trời. Ôi, nó có một cái bắn ạ. Wow, gần chết rồi. Tôi cần phun lửa, sắp có phun lửa ở đây. Nhưng mà hiện tại không có thức ăn nào, ngon. Tự nhiên là gặp được ngay cái con nó ở đấy. Người lùn là khó ăn hơn người nhiều. Nào. Sắp phun rồi đấy. Ở đây ta sẽ có một cái cửa để vào này. Đi đâu đây? Ôi giời ơi. Nào. Hay lắm, đang cần đấy thì nó cho cái lửa. Dù không biết được quá nhiều nhưng mà chúng ta cũng sẽ được ăn thêm đồng tiền này. Mở cửa ra. Ủa, nó đánh mình mất máu kìa, càng xuống dưới này càng khỏe này. Vấn đề là càng dưới thì càng ghê gớm. Ui, đàn rơi. Có gì không? Pháp sư này ăn được khá máu. Ui. Tôi bị độc à? Rồi, có thằng khổng lồ ở đây thì ăn thấy quái được. Chắc chắn là cần phải rồng. Ui, sắp chết rồi. Ăn được con vàng này, ngon thế, ngon. Ơ kia có hàng gì kìa? Rơi, bay lên, độc. Độc này. Túi tiền này nó bay hết nhà rồi. Đây rồi, ăn thịt. Hay lắm, tự nhiên này. Gần chết thì tiên có thêm một cái bọn này. Thí mạng đây. Hay. Cho cần phải ăn thêm, không phải chết bây giờ đấy. Bọn quạ là bọn phù thủy đúng không? Phù thủy này ăn được một cục rồi, tăng máu lên. Đó, nhưng mình bị tấn công ghê quá. Ăn phù thủy tăng đầy máu à? Hay. Có quạ vàng kìa. Quạ vàng thì nó sẽ ra vàng rồi, một cái độc này khó chịu lắm.
Nó lượn này, lượn vào mồm nha em. Quạ này, quạ này. Không có, phải ăn thôi. Oh, xuyên qua. Tí chết. Tí nó đập cho mình cái chết. Ôi, trời ơi. Nát người rồi. Cứ mà thôi cũng nát người. Free me. Cái gì đấy? Mình không muốn chết nên mình sẽ xem quảng cáo một chút vậy. Nhanh thôi, đúng rồi, chúng ta xong rồi. Tắt đi thôi. May thế. Tí nó bắn độc nha. Đây có gì không? Dưới này toàn là gọi là yêu tinh. Gần như không có gì, chúng ta sẽ cần thoát ra khỏi chỗ này thôi. Đây toàn là yêu tinh lắm lắm. Độc rồi, bị độc rồi, bị độc rồi. Dưới đấy toàn là phù thủy chứ không phải yêu tinh. Toàn phù thủy rồi. Chúng ta lên ở đây đây. Không, vấn đề là không có ai trên này. Ôi, cuối cùng vẫn chết anh em ạ. Chỗ này nó ấy quá. Vấn đề là chỗ này khó quá này. Bên này có rất là nhiều yêu tinh. Chúng ta sẽ quay trở lại chỗ đấy nha. Để xem nào. Mình có thể mở thêm. Mình mở hết tất cả cái hòm đây rồi. Score này. Token earn này. Đó. Thêm quả trứng đúng không? Thêm 3.000 vàng này. Mình đang cố gắng lên cái mức này để mở ra một quả trứng nữa. Mình sẽ unlock quả trứng ấy ra. Hy vọng quả trứng đấy sẽ chứa cái gì đấy. Đây, quả trứng đây. 5 tiếng nữa, nó sẽ mở ra quả trứng này. Chúng ta sẽ sắp được cái cột mốc tiếp theo rồi. Fly, chúng ta sẽ bay trong khoảng là 1.553 mét. Ở chế độ cái gì là single run à? Là bay đơn à? Bay đơn có nghĩa là không theo con follow nào hay sao ta? Chắc phải bỏ hết những cái con đệ theo để mình có thể tự do bay trên bầu trời. Ăn nó thôi. Mình hoàn thành xong cái mission complete gì nhỉ? Chúng ta sẽ quay lại cái chỗ lúc nãy nha. Quay lại chỗ cái bọn yêu tinh. Con này đánh sẽ hồi đầy máu này, ngon thế. Thỉnh thoảng gặp con đấy là cứu cánh. Ăn mấy cái chữ này thì mình chưa giờ được đủ cái chữ luôn đấy. Dùng boss thì chúng ta sẽ mất năng lượng. Thật ra dần nó cũng mất mà. Đó, lúc nào có đông đông này. Đó, để có thể phi nhanh hơn này. Ăn nó tốt hơn này. Rất cần thiết, phải nói quá cần thiết đấy chứ. Xuống dưới xem có hòm không. Mình ăn phải cái gì rồi ấy. Ăn phải mấy cái xương người hay sao ấy. Xương người giữa không trung. Đúng rồi. Ăn đi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hay lắm. Chúng ta sẽ ôi. Chúng ta sẽ đi xuống dưới nào. Và đây, 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 đây. Đây này, nó nổ ạ. Gần chết rồi. Ôi, sắp chết rồi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Không ăn thêm là chết, không ăn thêm là chết giờ. Có tí máu rồi. Gặp ngay phù thủy rồi. Anh em, đừng. Ăn thêm nào. Phía trên này, chúng ta đã bắt đầu đi lên đây. Lên trên. Mày nhờ này. Con này này, yêu tinh nó rất là khỏe. Nó trốn rồi, nó trốn rồi. Yêu tinh trốn rồi. Yêu tinh trốn hết sạch rồi. Tôi cần tìm yêu tinh. Đây 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 đây. Không kịp ăn. Mình hết cái phóng tốc độ. Phóng tốc độ này. Bay này. Bay này. Bay này. Cái con này nguy hiểm thế nhỉ. Nó rơi xuống đây. Nó rơi xuống đây đúng không? Rơi 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 đây. Ăn tiếp tục. Hay lắm. Quay trở lại nào. Để mình sắp có cái lửa phun lửa ở đây. Sắp có phun lửa ở đây. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhé phải cái độc à? Ăn phải cái độc rồi. Và chết tôi rồi. Thế chứ nhờ. Ok 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 ok. Xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới, xuống dưới.
mission complete luôn. Mega, mega đây. Hay lắm. Yes. Nướng thịt hết rồi ôi. Wow. Mình lên quá nhiều điểm luôn đấy. Cái quả mega đấy đẹp, sữa đẹp. Sữa rất là chất. Này này. Hay quá. Mình giết được cả khổng lồ cơ mà. Khổng lồ này. Con nào đây? Ăn quả đấy hơi bị nhiều điểm đấy. Chỗ này đáng lẽ mình có thể là mở được này. L Legendary. Thì chúng ta cần phải có Legendary ta mới hạ được cái bọn đấy. Cái bọn này thì thôi. Lên trên thôi. Đã lên trên thôi. Chỗ này nguy hiểm lắm. Gần như mình... Ơi độc 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 độc. Tôi bị dính độc. Nó còn di chuyển chứ. Nào 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 nào. Mở cái chỗ này ra. Chỗ này đi rồi thì phải. Ôi. Nó bị đơ kìa. Nó bị đơ kìa. Bị đơ này. Hai con này. Thêm tiền vàng. Và cho sẽ có thêm máu. Có thêm máu này. Một bé nữa. Vàng 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 vàng. Đó. Vào đây. Ok. Mình sắp hết máu thôi. Sắp hết máu rồi. Quả này sắp die rồi nhé. Sắp die rồi. Cố lên nào. Ăn tất cả gì có thể nào. Ui. Mình gần hạ được cái hai con kia kìa. Ở kia có ba con Goblin đang đợi hạ. Giờ mà chắc mình sẽ mở khóa được thêm con rồng mới ở đây. Trận này thì ngon mà. Trận này quá ngon luôn. Score hơn 100.000. New high score. Đó. Mình lên hơn 4.000 tiền cơ. Thấy chưa? Hơn 7.000 tiền rồi. Đó, và mình có thể mở ra được cái customer. Mất 20 game để mở ra cái con rồng độc này. Thêm boss 10%. Nhưng mà chắc mình không thôi. Mình sẽ để tiết kiệm một game nha anh em. Và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Hungry Dragon. Bye bye.